Thưa quý vị, xã hội không ngừng phát triển đã kéo theo nhu cầu thông tin của công chúng ngày càng gia tăng. Giờ đây, mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet. Tuy nhiên, cũng vì đặc điểm truy cập và chia sẻ thông tin nhanh chóng, nên không gian mạng lại chính là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát tán thông tin giả mạo, xấu, độc, đặc biệt là mạng xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu hiện nay cho mỗi người dùng. Đó là cần phải nâng cao sức đề kháng khi sử dụng Internet. Làm thế nào để phân biệt giữa thông tin chính thống với thông tin giả mạo? Hay những cách nhận biết những dấu hiệu của thông tin xấu độc? Đây là những vấn đề được các cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố thường xuyên chú trọng trong công tác tuyên truyền đối với mọi tầng lớp trong xã hội. Riêng tại ngành báo chí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, nội dung này cũng luôn được đặt ra cho sinh viên tại mỗi buổi học, nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức, vận dụng để truy cập tìm kiếm thông tin trên Internet hiệu quả hơn, tránh rơi vào bẫy lừa đảo của những kẻ xấu trên không gian mạng. Tin giả nó sẽ khiến bản thân mình sẽ nhận diện sai cái cục diện đang xảy ra và nó sẽ cho mình đi lệch lạc với lại định kiến của xã hội với lại chính cái nhận thức của mình. Trước tiên nếu như đọc một bài báo hay là thông tin, em sẽ tìm kiếm nguồn thông tin đầu tiên từ bài báo nào và những cái câu trích dẫn trong bài báo đó thì thường sẽ đến từ những người nổi tiếng hay là những người có chức quyền, thì đó là mình tìm kiếm từ những nguồn đó để mình kiếm được những cái bài liên quan để mình xác định được đó là tin giả hay là tin thật. Trước muôn hình vạn trạng những thông tin đang xen nhau một cách tinh vi trên không gian mạng hiện nay, bên cạnh việc giáo dục, định hướng cho thế hệ trẻ về ý thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn minh, thì việc có các giải pháp mạnh để bài trừ những rác thông tin ra khỏi môi trường số cũng đang là vấn đề cấp thiết. Với góc độ cá nhân thì tôi nghĩ cái điều quan trọng nhất là chúng ta nhận diện rằng chúng ta đang sống trong môi trường đầy tin giả, tin độc hại và chúng ta cần có những cái kỹ năng để mà làm một người đọc thông minh, một người tiêu dùng tin thông minh và luôn luôn biết thắc mắc những điều chúng ta nhận được có chính xác hay không. Trong thời gian đấy thì phòng sẽ tiếp tục phối hợp với lại Sở Thông tin Truyền thông đảm bảo được các hoạt động của các trang cũng như là hoạt động trên không gian mạng để đảm bảo đúng cái văn hóa cũng như đúng cái luật an ninh mạng trong thời gian đấy, nhất là cái xây dựng một cái không gian mạng lành mạnh để phục vụ cho cái việc phát triển chung của trên địa bàn thành phố. Chuyển từ việc nâng cao sức đề kháng thành khả năng miễn dịch với virus tin giả, tin xấu độc vẫn còn đang là một câu chuyện dài. Tuy nhiên, để giải quyết vấn nạn này không thể chỉ dựa vào một giải pháp hay một cá nhân đơn lẻ, mà cần có sự chung tay và cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và toàn xã hội.